Xin chào các bạn, hôm nay Lộc sẽ hướng dẫn các bạn cách đan mẫu áo họa tiết lá. Các bạn chuẩn bị cho Lộc, len Lộc sử dụng là len Alice Alpaca Rosan. Kim đan, mình sử dụng kim đan 4.0 và kim đan 5.0 mm, loại dài 80 cm. Kim 2 đầu, loại 4.0 mm để mình đan phần cổ áo. Ghim làm dấu, kéo và kim khâu len. Đầu tiên, Lộc sẽ hướng dẫn các bạn cách đan họa tiết hình chiếc lá nhé. Họa tiết hình chiếc lá của chúng ta sẽ có những cái nhánh lá như thế này. Sau đó sẽ là đỉnh của cái phần lá cuối cùng kết thúc sẽ là một cánh lá. Còn từ dưới lên, chúng ta sẽ đan hai cánh lá như thế này. Các bạn sẽ đan, Lộc hướng dẫn từ hàng 1 đến hàng 24 là sẽ là một một chiếc lá hoàn thiện và một góc của cái cạnh lá chia ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ lặp lại từ hàng 13 đến hàng 24 giống nhau, 12 hàng, 12 hàng, 12 hàng. Và đến khi hàng cuối cùng thì các bạn sẽ đan cái phần lá này 10 hàng thôi. Sau đó, cái phần 18 hàng và 2 hàng dính với chiếc lá này là 20 hàng cuối cùng. Chúng ta sẽ đan khác những cái hàng trước như thế này. Tại vì những cái hàng trước đó, thì mình sẽ đan chia cái phần gốc này ra thành hai chiếc lá. Còn cái phần cuối cùng thì sẽ chia cái phần gốc này thành một chiếc lá thôi. Cho nên sẽ khác phần hai hàng ở đây nữa. Lộc nhắc lại một lần nữa nha. Các bạn nên sử dụng giấy và viết để các bạn ghi lại theo cách hiểu của các bạn để các bạn dễ làm. Tại vì trong quá trình hướng dẫn chúng ta sẽ đang lặp lại hàng 13 đến hàng 14. Cái số chiếc lá dài bao nhiêu thì tùy theo cái loại len các bạn sử dụng nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đan nhé. Bạn sử dụng kim 5.0. Khi các bạn bắt mũi đan, các bạn nhập hai que đan lại với nhau như thế này. Rồi các bạn bắt mũi để cho khi mình đan, mũi đan của mình rộng, mình dễ đan hàng đầu tiên nhé. Các bạn bắt chặt kim lọc nha. Rồi, mẫu đan chiếc lá của chúng ta sẽ có 27 mũi. Các bạn bắt 27 mũi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mẫu đan của chúng ta là 27 mũi, nhưng mà Lộc bắt thêm 2 mũi. Mình sẽ lấy một mũi đầu và một mũi cuối không đan. Các bạn sẽ không quan tâm nhé. Các bạn sẽ đan theo 27 mũi ở giữa này chính là mẫu chiếc lá, còn hai mũi hai bên thì mình đan để cho cái mẫu đan của mình thẳng thôi. Rồi sau khi các bạn bắt mũi xong, các bạn rút một que ra. Rồi các bạn tiến hành đan hàng số 1. Rồi hàng số 1 nè. Mũi đầu và mũi cuối các bạn không quan tâm nhé, các bạn lấy ra không đan. Rồi hàng số 1 chúng ta sẽ đan 12 mũi lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, các bạn đang 3 mũi xuống. 1, 2, 3 mũi xuống và 12 mũi lên. 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rồi. Hàng số 2. Các bạn sẽ đang 12 mũi xuống, 3 mũi lên và 12 mũi xuống. Thì các bạn cứ nhìn chỗ nào vị trí mũi xuống thì các bạn đang xuống. Còn ở đây vị trí mũi lên, các bạn sẽ đang lên. Đây là vị trí mũi xuống nè. Rồi, tương tự như vậy. Các bạn lấy ra một mũi đầu tiên không đan. Mục đích là mình để cho mẫu đan mình thẳng thôi. Còn khi mà các bạn đan chính thức vào trong áo thì các bạn chỉ đan tính 27 mũi thôi nhé. Không có bắt 29 mũi giống mẫu đan như thế này. Rồi, các bạn đan 12 mũi xuống. Ba mũi lên. Mười hai mũi xuống. Hàng số 3, các bạn đang 12 mũi lên. Tiếp theo, các bạn đang một mũi xuống và các bạn gạt sợi lên trên. Các bạn dứt sợi ở giữa, các bạn tăng một mũi lên. Bạn đang một mũi xuống. Các bạn dứt sợi ở giữa, các bạn tăng một mũi lên. Tổng cộng là các bạn tăng hai mũi nhé. Một mũi xuống. Rồi, còn lại các bạn đang 12 mũi lên. Ở mặt trái sản phẩm thì cứ mũi xuống các bạn đang xuống, mũi lên các bạn đang lên. Nên lọc sẽ hướng dẫn một hàng số 4, sau đó lọc sẽ hướng dẫn hàng lẻ, còn tất cả hàng chẵn thì các bạn sẽ tự đan nhé. Rồi, các bạn đang 12 mũi xuống. Cứ gặp mũi xuống thì mình đang xuống ha. Mặt phải mình đang mũi lên thì mặt trái mình đang mũi xuống. Rồi. Một mũi lên. Một mũi xuống. Một mũi lên. Một mũi xuống. Và một mũi lên. Rồi, các bạn đang 12 mũi xuống. Hàng số 5, các bạn đang 10 mũi lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, các bạn nhập hai mũi lên thành một mũi. Các bạn giữ nguyên sợi phía trên. Các bạn đang một mũi xuống. Như vậy là các bạn đã tăng một mũi xuống. Tiếp theo, các bạn quấn một vòng lên que đan. Như vậy là các bạn đã tăng thêm một mũi xuống nữa. Rồi, các bạn dứt sợi. Các bạn tăng một mũi lên. Tiếp theo, các bạn đang một mũi lên. Một mũi xuống. Một mũi lên. Rồi, các bạn dứt sợi. Các bạn tăng một mũi lên. Các bạn giữ nguyên sợi phía trên. Các bạn đang một mũi xuống. Như vậy là các bạn đã tăng một mũi xuống. Rồi, các bạn quấn sợi lên trên qua đan một mũi nữa là các bạn tăng thêm một mũi xuống nữa. Rồi, các bạn nhập hai mũi lên thành một mũi. Các bạn đang
10 mũi lên. Hàng số 7, các bạn đang 9 mũi lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các bạn nhập 2 mũi lên thành 1 mũi. Mình đang 1 mũi xuống. Gạt sợi. Đang 1 mũi xuống. Gạt sợi. Đang 1 mũi xuống. Như vậy là các bạn đã tăng được 2 mũi xuống. Rồi, các bạn dứt cái sợi bên hông nè. Các bạn tăng 1 mũi lên. Rồi, các bạn đang 2 mũi lên. 1 mũi xuống. 2 mũi lên. Rồi, các bạn dứt sợi. Các bạn tăng 1 mũi lên. Các bạn đang 1 mũi xuống. Gạt sợi. Đang 1 mũi xuống. Gạt sợi. Đang 1 mũi xuống. Rồi, các bạn nhập 2 sợi thành 1. Và cuối hàng, các bạn đang 9 mũi lên. Hàng số 9, các bạn đang 8 mũi lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, xin lỗi, 8 mũi lên. Rồi, các bạn nhập 2 mũi lên thành 1 mũi. Tiếp theo, các bạn đang 2 mũi xuống. Gạt sợi, 1 mũi xuống, gạt sợi, 2 mũi xuống. Các bạn dứt sợi, các bạn tăng 1 mũi lên. Đang tiếp 3 mũi lên. Một mũi xuống. Ba mũi lên. Dứt sợi. Tăng một mũi lên. Bạn đang. Một mũi xuống, hai mũi xuống, dứt sợi, một mũi xuống, gạt sợi lên, đang hai mũi xuống. Rồi, các bạn nhập hai mũi lên thành một mũi. Rồi, các bạn đang 8 mũi lên. Hàng số 11, các bạn đang 7 mũi lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn nhập 2 mũi lên thành 1 mũi. Tiếp theo các bạn đang 3 mũi xuống. 1, 2, 3. Các bạn gạt sợi lên trên. 1 mũi xuống. Gạt sợi lên thăng mũi. 3 mũi xuống. 1, 2, 3. Rồi, các bạn dứt cái bên hông, các bạn tăng 1 mũi lên. 4 mũi lên. 1, 2, 3, 4, 1 mũi xuống, 4 mũi lên. Các bạn dứt mũi, các bạn tăng 1 mũi lên, 3 mũi xuống, 1 sợi lên trên,
30 xuống, gạt sợi lên trên, 30 xuống. Mà nhập 2 mũi lên thành 1 mũi. Rồi, kết thúc bằng 7 mũi lên. Bây giờ chúng ta sẽ đan hàng 13. Đây, hàng 13 đến hàng 24 sẽ tương ứng với ngay cái phần chia của nhánh lá kế tiếp ở đây. Đây chính là hàng 13. Thì khi mà các bạn đang kết thúc hàng 24 thì sẽ ra cái đỉnh của chiếc lá nè. Đây, khi mà kết thúc hàng 24 thì hàng 13 thứ 24 mình sẽ lặp lại. Cho nên các bạn nên ghi lại hàng 13 đến hàng 24 dùm lọc nhé. Và tổng cái số hàng từ 13 đến 24 là 12 hàng. Mình sẽ đan lặp lại 12 hàng này nhiều lần tùy theo cái số cánh lá mà mình đan. Bây giờ chúng ta sẽ đan hàng 13 nhé. Các bạn đan 6 mũi lên. 1 2 3 4 5 6 nhập 2 mũi lên thành 1. Rồi, các bạn đang 4 mũi xuống. Gạt sợi 1 mũi xuống. Gạt sợi 4 mũi xuống. Các bạn dít một sợi bên hông, các bạn tăng một mũi lên. Tiếp theo các bạn đan 1 2 3 4, 4 mũi lên. Rồi, các bạn đan 1 mũi xuống, 2 mũi xuống, 3 mũi xuống. Các bạn đan 4 mũi lên, 1 2 3 4. Các bạn gạt sợi, các bạn tăng 1 mũi lên. Tiếp theo các bạn đan 4 mũi xuống. Gạt sợi 1 mũi xuống, gạt sợi 4 mũi xuống. Bạn nhập 2 mũi lên thành 1 mũi. Rồi, các bạn đang 6 mũi lên. Hàng số 15, các bạn sẽ đang 5 mũi lên. 1 2 3 4 5. Các bạn nhập 2 mũi lên thành 1. Rồi, các bạn giảm 2 mũi xuống thành 1 mũi. Cách giảm là các bạn để kim vào hai cạnh sau nè. Rồi, các bạn đang 7 mũi xuống. 1 2 3 4 5 6 7. Tiếp theo các bạn nhập 2 mũi xuống thành 1 bằng cách các bạn trở 2 mũi lại. Rồi, cách giảm là bên phía bên cạnh này của chiếc lá thì các bạn đang ngửa ra, bên này cạnh còn lại của chiếc lá thì các bạn trở mũi rồi các bạn mới đăng nhập. Rồi, tiếp theo các bạn đang 5 mũi lên. 1 2 3 4 5. Rồi, các bạn đang 1 mũi xuống và dít sợi, các bạn tăng 1 mũi lên, 1 mũi xuống, dít sợi,
tăng một mũi lên, một mũi xuống, 5 mũi lên, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, các bạn giảm cánh chiếc lá thì cũng tương tự như cánh lá bên này. Các bạn xỏ kim vào 2 mũi ở cạnh sau. Các bạn đang nhập 2 mũi xuống thành 1, 7 mũi xuống. Rồi, các bạn trở 2 mũi xuống lại. Rồi, các bạn nhập 2 mũi xuống thành 1. Bạn nhập 2 mũi lên thành 1 mũi. Rồi, các bạn đang 5 mũi lên. Hàng 17, các bạn đang 1, 2, 3, 4 mũi lên. Các bạn nhập 2 mũi lên thành 1. Các bạn nhập 2 mũi xuống thành 1. 5 mũi xuống. 1, 2, 3, 4, 5. Và các bạn nhập 2 mũi xuống thành 1. Các bạn cũng trở mũi đan và nhập 2 mũi xuống thành 1. Các bạn đang 5 mũi lên. Rồi. Các bạn giữ nguyên sợi phía trên. Các bạn đang một mũi xuống. Sau đó các bạn quấn một vòng. Các bạn đã tăng thêm một mũi xuống nữa. Các bạn dứt sợi bên hông. Các bạn đang tăng một mũi lên. Đang tiếp một mũi lên nữa. Một mũi xuống. Một mũi lên. Các bạn dứt sợi. Các bạn tăng một mũi lên. Các bạn giữ nguyên sợi phía trên. Các bạn đang một mũi xuống. Các bạn quấn thêm một sợi đây. Các bạn đã tăng thêm một mũi xuống nữa. Và các bạn đang 5 mũi lên. Rồi, các bạn nhập 2 mũi xuống thành 1. 5 mũi xuống. Rồi, các bạn nhập 2 mũi xuống thành 1. Nhập 2 mũi lên thành 1. Và kết thúc là 4 mũi lên. Hàng số 19, các bạn đang 3 mũi lên. Nhập 2 mũi lên thành 1. Nhập 2 mũi xuống thành 1. 3 mũi xuống. Nhập 2 mũi xuống thành 1. 5 mũi lên. Một mũi xuống. Gạt sợi. Một mũi xuống. Gạt sợi. Một mũi xuống. Các bạn tăng một mũi lên. Dứt sợi. Đang một mũi lên. Tiếp theo đang 2 mũi lên. 1 mũi xuống. 2 mũi lên. Mình dứt sợi. Tăng 1 mũi lên. Rồi các bạn đang 1 mũi xuống. Gạt sợi. 1 mũi xuống. Gạt sợi. 1 mũi xuống. Các bạn đang 5 mũi lên.
Hàng nhập 2 mũi xuống thành 1. 3 mũi xuống. 2 mũi lên thành 1. 3 mũi lên. 21, các bạn đang 2 mũi lên. Nhập 2 mũi lên thành 1. Nhập 2 mũi xuống thành 1. 1 mũi xuống. Trở mũi. Nhập 2 mũi xuống thành 1. 5 mũi lên. Tiếp theo các bạn đang 2 mũi xuống. Gạt sợi. 1 mũi xuống. Gạt sợi. 2 mũi xuống. Các bạn dứt sợi bên hông, các bạn tăng 1 mũi lên. Tiếp theo các bạn đang 3 mũi lên. 1 mũi xuống. 3 mũi lên. Bằng dứt sợi tăng 1 mũi lên, đang 1 mũi xuống, gạt sợi, 1 mũi xuống, gạt sợi, xin lỗi, 2 mũi xuống, gạt sợi, 1 mũi xuống, gạt sợi, 2 mũi xuống. Năm mũi lên. Nhập 2 mũi xuống thành 1. 1 mũi xuống. Trở mũi. Nhập 2 mũi xuống thành 1. Nhập 2 mũi lên thành 1. 2 mũi lên. 23, các bạn đang 1 mũi lên. 2 mũi lên nhập thành 1. Rồi, các bạn sẽ nhập 3 mũi xuống thành 1 mũi bằng cách lấy ra 2 mũi không đan. Các bạn đan mũi thứ 3. Sau đó các bạn gạt 2 mũi còn lại qua mũi thứ 3 đã đan rồi. Tiếp theo, các bạn đan 5 mũi lên. 1 2 3 4 5. Rồi các bạn đang mũi xuống, 3 mũi xuống. Gạt sợi. 1 mũi xuống, gạt sợi. 3 mũi xuống. 2 các bạn dứt sợi. Bằng tăng 1 mũi lên. Tiếp theo các bạn đang 4 mũi lên. Các bạn đang 1 mũi xuống. 4 mũi lên. 1 sợi, các bạn tăng 1 mũi lên. Rồi, các bạn đang 3 mũi xuống. Gạt sợi. 1 mũi xuống. Gạt sợi. 3 mũi xuống. Bạn đang 5 mũi lên. Rồi mình giảm 3 mũi xuống thành 1 bằng cách lấy ra 2 sợi không đan, đan sợi thứ 3
và các bạn gạt hai mũi còn lại qua mũi vừa đan, nhập hai mũi lên thành một, một mũi lên, kết thúc hàng 23. Ở hàng 24, tất cả những cái hàng nào mà gặp cái mũi của chiếc lá ở đây, tức là ở mặt phải là mũi xuống, thì mình sẽ đan. Ví dụ ở đây gặp mũi xuống là các bạn đan mũi xuống, nhưng mà mình riêng mình gặp hai cái mũi của hai cái đỉnh chiếc lá nè, thì các bạn sẽ đan ở đây, thành ra bên mặt trái là mũi lên thì các bạn đan mũi xuống luôn nhé. Đây mình chỉ đan một cái mũi xuống ngay chỗ đỉnh chiếc lá thôi. Khi nào các bạn gặp mũi của đỉnh chiếc lá này thì mặt trái các bạn luôn luôn đan mũi xuống luôn nhé. Tại cái này mình đã kết thúc cái họa tiết của chiếc lá rồi. Đây và nhìn qua mặt phải nè, đó rồi các bạn đan hết hàng 24 nha. Trong quá trình đan những hàng tiếp theo, các bạn sẽ đan lặp lại từ hàng 13 đến hàng 24, tức là 12 hàng. Các bạn cứ đan lặp lại nhiều lần thì sẽ ra những cái họa tiết chiếc lá đôi như thế này. Đến cuối họa tiết, khi các bạn muốn chuyển mũi để đan thành gom lại thành một chiếc lá ở đây, thì các bạn sẽ đan lặp lại 10 hàng thôi nha các bạn, là đến họa tiết cuối cùng đó. Các bạn sẽ đan giống hàng 13 đến hàng 21 thì các bạn ngừng. Lộc sẽ hướng dẫn để các bạn đan cái phần gom chiếc lá lại thành một nhé. Lộc nhắc lại là các bạn chỉ đan từ hàng 13 lặp lại đến hàng 21 thì các bạn ngừng nhé. Rồi, ở phần cuối cùng của mẫu họa tiết, bây giờ chúng ta sẽ gom lại còn một chiếc lá thì các bạn đan lặp lại từ hàng 13 đến hàng 21, hàng 22. Bây giờ hàng 23 chúng ta sẽ không có đan giống những cái hàng trước, mà chúng ta sẽ đan khác để mình tạo gom lại một chiếc lá nhé. Thì cái phần hai nhánh thì các bạn sẽ đan luôn luôn giống nhau là hàng 13 đến hàng 24. Còn cái phần cuối cùng thì các bạn sẽ đan giống nhau từ hàng 13 đến hàng 22. Bây giờ hàng 23 chúng ta sẽ đan khác nhé. Hàng 23 các bạn sẽ đan nè, một mũi lên, rồi các bạn nhập hai mũi thành một, các bạn nhập ba mũi thành một, rồi các bạn đan năm mũi lên, ba mũi xuống, gạt sợi, một mũi xuống, gạt sợi, ba mũi xuống, rồi các bạn dứt sợi, các bạn tăng một mũi lên. Tiếp theo các bạn đan một, hai, ba mũi lên, và các bạn đan ba mũi xuống, một, hai, ba, các bạn gạt sợi, các bạn đan một mũi lên, hai mũi lên, ba mũi lên, các bạn gạt sợi, các bạn tăng một mũi lên. Tiếp theo các bạn đan ba mũi xuống, các bạn gạt sợi, một mũi xuống, gạt sợi, ba mũi xuống. Năm mũi lên. Bạn nhập ba mũi xuống thành một.
nhập hai mũi lên thành một và kết thúc là một mũi lên. Ban đầu là lọc đan 24 hàng, sau đó lọc đan lặp lại 12 hàng từ hàng 13 đến hàng 24 và tiếp theo lọc đan lặp lại từ hàng 13 đến hàng 24 thì thành ra lọc đã đan được 48 hàng. Bây giờ là hàng thứ 49. Hàng 49 các bạn sẽ đan. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Các bạn nhập hai mũi thành một. Tiếp theo các bạn đan một, hai, ba, bốn mũi xuống, gạt sợi. Một mũi xuống, gạt sợi. Bốn mũi xuống. Rồi, các bạn dứt sợi, các bạn tăng một mũi lên. Các bạn đan 4 mũi lên. Rồi, các bạn đan một mũi xuống. Các bạn gạt sợi lên trên, đan một mũi xuống. Gạt sợi lên trên, đan một mũi xuống. Các bạn đang 4 mũi lên. Các bạn dứt sợi. Các bạn tăng 1 mũi lên. Tiếp theo, các bạn đang 4 mũi xuống. Gạt sợi, 1 mũi xuống, gạt sợi, 4 mũi xuống. Các bạn nhập 2 mũi thành 1 và kết thúc là 6 mũi lên. Hàng 51 các bạn sẽ đăng 5 mũi lên. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn nhập 2 mũi lên thành 1. Nhập 2 mũi xuống thành 1. 7 mũi xuống. 20 xuống thành 1. Rồi, các bạn dứt sợi, các bạn tăng 1 mũi lên. Rồi, các bạn đang tiếp 5 mũi lên. Rồi, các bạn đang 2 mũi xuống. Gạt sợi. 1 mũi xuống. Gạt sợi, 2 mũi xuống. Tiếp theo, các bạn đang 5 mũi lên. Gạt sợi, tăng 1 mũi lên. Nhập 2 mũi, giảm 2 mũi xuống thành 1. 7 mũi xuống. Giảm 2 mũi xuống thành 1. Giảm 2 mũi lên thành 1. 5 mũi lên. Hàng 53 các bạn đang 1, 2, 3, 4 mũi lên. Các bạn nhập 2 mũi lên thành 1. Nhập 2 mũi xuống thành 1. 1, 2, 3, 4, 5 mũi xuống.
Nhập 2 mũi xuống thành 1. Mình ăn 6 mũi lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 mũi xuống. Gạt sợi. 1 mũi xuống, gạt sợi, 3 mũi xuống. Sáu mũi lên. Nhập hai mũi xuống thành 1. Năm mũi xuống. Nhập hai mũi xuống thành 1. Nhập 2 mũi lên thành 1. 4 mũi lên. Hàng 55, các bạn đang 3 mũi lên. Nhập 2 mũi lên thành 1. 2 mũi xuống thành 1. 3 mũi xuống. 2 mũi xuống thành 1. 6 mũi lên. Bốn mũi xuống. Gạt sợi. Gạt sợi. Sáu mũi lên. Hai mũi xuống thành 1. Ba mũi xuống. Hai mũi xuống thành 1. Hai mũi lên thành 1. 3 mũi lên. 57, các bạn đang 2 mũi lên. Nhập 2 mũi lên thành 1. Nhập 2 mũi xuống thành 1. 1 mũi xuống. 2 mũi xuống thành 1. 6 mũi lên. 2 mũi xuống thành 1. 7 mũi xuống. 2 mũi xuống thành 1. 6 mũi lên. Hai mũi xuống thành 1. 1 mũi xuống. 2 mũi xuống thành 1. 2 mũi lên thành 1. 2 mũi lên. 59, các bạn đang 3 mũi lên. Nhập 3 mũi thành 1. Sáu mũi lên. Nhập hai mũi thành 1. Năm mũi xuống.
Nhập hai mũi thành một. Sáu mũi lên. Nhập ba mũi thành một. Ba mũi lên. Hàng 61, các bạn đang 10 mũi lên, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi các bạn đang 10 mũi lên, rồi các bạn dứt một mũi, các bạn tăng tiếp theo, các bạn nhập hai mũi lại thành một, ba mũi xuống, nhập hai mũi thành một, tăng một mũi lên. Mười mũi lên, một, hai, ba. Hàng 63, các bạn đang 11 mũi lên. Bạn giúp tăng một mũi lên. Nhập hai mũi xuống thành một. Một mũi xuống. Nhập hai mũi xuống thành một, dứt tăng một mũi lên, 11 mũi lên, hàng 65, các bạn đang 12 mũi lên. Bạn dứt tăng một mũi, bạn nhập ba mũi thành một, bạn dứt tăng một mũi lên, 12 mũi lên, hàng cuối cùng các bạn sẽ đăng tất cả là mũi xuống, vậy là chúng ta đã đang hoàn thành mẫu đan họa tiết hình chiếc lá. Cảm ơn các bạn đã xem video hướng dẫn của Lộc, vui lòng đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Lộc nhé. Bạn nào cần mua hướng dẫn đan áo đầy đủ thì các bạn nhấn vào link lớp ở dưới phần bình luận. Học phí lớp này các bạn chuyển khoản tiền Việt cho Lộc là 160.000 tiền Việt Nam. Còn bạn nào sống
Ở nước ngoài không có chuyển tiền Việt được thì các bạn có thể chuyển khoản trực tiếp 10 đô vào trong tài khoản YouTube, thì sau khi trừ thuế, Lộc sẽ nhận được số tiền là bằng với số tiền mình thu tiền Việt ở Việt Nam nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.